quá là khâm phục các võ sĩ mây của chúng ta phải không các bạn? Mặc dù chỉ đặt ra 2 huy chương vàng thôi nhưng mà chúng ta đã đạt gấp đôi thành tích đó. Thành công của một đội tuyển thường hay gắn liền với người đứng đầu hay đội trưởng của đội, và độc cô cầu bại, Nguyễn Trần duy nhất chính là nhân vật đó. Mặc dù trước giải đấu gặp chấn thương, trong giải đấu phải mổ vết thương, nhưng anh vẫn xuất sắc giành tấm huy chương vàng và tạo động lực rất lớn cho các đàn em trong các trận đấu tại giải. Mời các bạn cùng Võ Thuật TV xem duy nhất đã chia sẻ như thế nào nhé. Hôm nay nhất làm clip này là để kể về cái câu chuyện của Nhất tại ASEAN Beach Games 2016 tổ chức tại Đà Nẵng. Khi mà tham gia bộ môn Muay Thái thì khi tập luyện ở đây thì Nhất đã không được gặp may mắn khi mà mình đã bị trước giải đấu mình bị một cái chấn thương là nổi mụn nhọt ở ngay cái trái chân bên phải. Và Nhất đã cố gắng tập luyện, khi tập luyện nhiều thì nó sẽ bị sưng lên và bị mủ. Sau khi vô giải thì mình có uống thuốc, nhưng mà khi mà đánh trận đầu tiên khi đấu với đội đến từ Iran thì mình đã cố hết sức mình, và khi đó thì thi đấu nó bị đá trúng và cái chấn thương nó bị nặng lên và cái chân của mình sẽ bị đau hơn. Và sau khi kết thúc trận đấu đó thì mình đã không thể nào chịu nổi cái cơn đau đó, khi mà cái mụn nhọt nó sưng quá to và mình phải đi đến bệnh viện Hoàn Mỹ, bệnh viện quốc tế tại thành phố Đà Nẵng để quyết định mổ lấy cái mụn nhọt đó ra. Và sau khi mà lấy cái mụn nhọt đó ra thì mình đánh tiếp trận thứ hai đến với đội tuyển đến từ Thái Lan. Thì khi mà với cái diện tích mổ ngang 2 cm và sâu 5 cm thì khi mà lên đánh với đội tuyển Thái Lan thì mình đã không có thể nào mà nhấc chân lên được nhiều, và khi đó cái trụ của mình rất là yếu, mình chỉ cố gắng hết sức mình thôi và đã không có thể làm cho khán giả và người hâm mộ Việt Nam cảm thấy thỏa lòng. Và nhưng mà qua trận chung kết cuối cùng thì Nhất đã cố gắng hết sức mình. Sau khi giải đấu kết thúc thì Nhất mong muốn người hâm mộ có thể chia sẻ cùng với những vận động viên, vì vận động viên phải thi đấu qua nhiều ngày và họ không còn biết chấn thương như thế nào nhưng mà họ vẫn thi đấu. Mình mong muốn rằng ở lứa tuổi như Nhất thì cũng đã bắt đầu lớn rồi, thì những lứa tuổi trẻ sau này người hâm mộ sẽ ủng hộ và yêu thích hơn, chứ đừng có ghét họ, hãy tạo cho họ một cái niềm tin để có thể mà tiếp tục vững bước trên màu cờ sắc áo, có thể thi đấu để có thể cho nước ngoài biết Việt Nam của mình cũng có thể thi đấu được và sánh vai được. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ yêu thích bộ môn Muay Thái hơn và có thể đồng cảm cùng với nhiều vận động viên hơn. Xin cảm ơn.